quý vị và các bạn, Luật Điện lực năm 2004 ra đời và hệ thống các văn bản dưới luật đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong lĩnh vực hoạt động điện lực. Mới đây, Luật số 03 năm 2022 do Quốc hội ban hành ngày 11 tháng 1 năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2004 có một số điểm mới. Việc thực hiện Luật Điện lực và sửa đổi bổ sung được các đơn vị, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đưa vào cuộc sống là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình xây dựng chính quyền với chuyên đề nhà nước và pháp luật kỳ này. Trước hết là phóng sự ghi nhận về việc triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức sử dụng điện an toàn tiết kiệm cho người dân, doanh nghiệp của Điện lực Bảo Yên. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Xác định công tác tuyên truyền sử dụng an toàn tiết kiệm điện cho người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên định kỳ hàng quý, anh Phạm Văn Hải lại cùng với các cán bộ nhân viên của Điện lực Bảo Yên đến kiểm tra và hướng dẫn người dân cách nhận diện mối nguy hiểm về điện trong cuộc sống hàng ngày, qua đó giúp người dân hình thành thói quen sử dụng điện an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản khi có sự cố về điện. Bản thân là được phụ trách, được giao nhiệm vụ phụ trách về mảng an toàn. Thường xuyên lắng nghe các ý kiến của người dân. Từ những ý kiến đó thì chúng tôi đã thực hiện đến các tuyên truyền, nghĩa là hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, như chẳng hạn như là hướng dẫn về cách sử dụng điện này, về các cái thiết bị điện này trong dân này, đường dây ra sông công tơ. Hàng quý thì là cán bộ điện lực là cũng đến để hướng dẫn và tuyên truyền về cái sử dụng điện và về an toàn điện và cái thiết bị điện, cái thiết bị sử dụng trong gia đình. Như hướng dẫn chúng tôi là về an toàn về điện, như là không phơi quần áo trên dây dẫn hay là lắp đặt anten gần đường cao thế, rồi là không sử dụng các cái thiết bị điện đã cũ, cầu dao hở lắp. Gia đình cảm thấy mà không an toàn thì sẽ ra đề nghị ngành điện để cử cán bộ vào kiểm tra và hướng dẫn gia đình có thể thay thế hoặc là sửa chữa lại để làm sao cho nó đảm bảo an toàn và tiết kiệm. Công ty cổ phần MDF Bảo Yên hiện có trên 400 cán bộ công nhân lao động làm việc. Những năm qua, công ty liên tục gia tăng công suất nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chính vì vậy, việc tiêu thụ điện phục vụ cho sản xuất rất lớn. Trung bình mỗi tháng công ty nộp 350 đến 450 triệu đồng tiền điện. Thực hiện Luật Điện lực, công ty đã có nhiều giải pháp nhằm chấp hành đúng các quy định pháp luật của nhà nước về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Công ty là một là thường xuyên kiểm tra những cái đường dây này, trạm biến áp, những cái tủ điện, những cái thiết bị dùng điện để phát hiện kịp thời những cái hư hỏng để mà sửa chữa. Công ty cũng thường xuyên là phổ biến, tuyên truyền những cái ý thức sử dụng điện tiết kiệm cho cán bộ nhân viên công ty, thay thế các cái thiết bị sử dụng điện cũ kỹ lạc hậu bằng các thiết bị mới hiện đại tiết kiệm năng lượng. Công ty vừa qua cũng đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời khoảng 10 tỷ để giúp giảm cái điện năng tiêu thụ điện cho công ty xuống khoảng 10%. Điện lực Bảo Yên hiện đang quản lý 500 km đường dây trung thế, hơn 600 km đường dây hạ thế, 250 trạm biến áp, trên 26.000 khách hàng. Trong thời gian qua, Điện lực Bảo Yên luôn thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình trong việc chấp hành các quy định của nhà nước về điện lực. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức sử dụng điện an toàn tiết kiệm cho người dân, doanh nghiệp, thì việc bảo đảm cung cấp điện an toàn liên tục cho khách hàng sử dụng điện và hạn chế thấp nhất những thiệt hại về lưới điện cũng được Điện lực Bảo Yên đặt lên hàng đầu. Theo đó, đơn vị thường xuyên tiến hành kiểm tra toàn bộ đường dây và trạm biến áp để kịp thời phát hiện những tồn tại khiếm khuyết để tiến hành xử lý ngay, thực hiện tỉa cành, chặt cây, phát quang hành lang toàn bộ lưới các tuyến đường dây trung thế để đề phòng cây đổ gãy hoặc va chạm vào đường dây điện khi có gió mạnh. Cùng với đó, sẵn sàng lực lượng phương tiện, vật tư, trang thiết bị để kịp thời xử lý khi có sự cố về lưới điện, bảo đảm khắc phục sự cố nhanh nhất có thể. Cái việc mà cung ứng cũng như là hướng dẫn cái việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho các hộ sử dụng điện trên địa bàn của huyện Bảo Yên và các cái khu vực lân cận là một cái điều mà rất quan trọng và đặt lên ưu tiên hàng đầu. Điện lực Bảo Yên đã triển khai rất đồng bộ các cái kế hoạch cũng như là công tác tuyên truyền. Song song với việc đó thì công tác
bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp thì cũng được điện lực rất là chú trọng. Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, tạo thói quen cho khách hàng sử dụng điện an toàn tiết kiệm đã giúp Điện lực Bảo Yên thực hiện tốt công tác quản lý và vận hành lưới điện an toàn hiệu quả, chống quá tải, giảm bớt gánh nặng cho hệ thống lưới điện, nhất là vào mùa nắng nóng đang đến gần. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với nâng cao chất lượng sử dụng điện cho khách hàng, công tác tuyên truyền cho người dân, tổ chức doanh nghiệp các quy định của pháp luật về sử dụng điện an toàn, cũng như hành vi vi phạm trong sử dụng điện, được Điện lực thành phố Lào Cai đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kịp thời phát hiện, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực điện lực. Là đơn vị có địa bàn quản lý rộng với 132 trạm biến áp phục vụ cho trên 18.000 khách hàng sử dụng điện, nên việc kiểm tra hệ thống lưới điện, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực được đội quản lý tổng hợp Cam Đường, Điện lực thành phố Lào Cai thực hiện thường xuyên liên tục. Qua đó không chỉ góp phần quan trọng trong việc giảm tổn thất điện năng thương mại, tăng cường kỷ cương trong kinh doanh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, mà còn nâng cao ý thức của người dân trong hoạt động điện lực và sử dụng điện. Nhiệm vụ trọng trách của đội quản lý tổng hợp Cam Đường thường xuyên như là có sự quan tâm đến lưới điện và cũng thường xuyên đi rà soát theo công văn chỉ đạo từ ban lãnh đạo cũng như là Điện lực thành phố cũng như là công ty, phổ biến đến toàn thể bà con và cũng thường xuyên nhóm công tác thực hiện trong tháng đi kiểm tra rà soát và cũng có nhắc nhở đến những cái hộ mà có khả năng vi phạm thì đã có đề xuất và cũng đưa ra những cái mất an toàn để cho họ biết nắm rõ được việc đó và đã xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn. Để bảo đảm an toàn lưới điện, đấy, như là các đồng chí hôm qua là cũng đặt vấn đề với gia đình là có một số cái cây mắt là nó có thể làm ảnh hưởng đến an toàn của cái đường điện đường trục. Thế là tôi trả lời với các đồng chí đó là các đồng chí xem nếu mà cảm thấy là cần phải chặt bỏ để cho nó giữ an toàn cho đường điện, vì cái này là cái chung với lại vừa lợi ích xã hội mà trong đó có cả gia đình nhà tôi nữa. Hiện Điện lực thành phố Lào Cai đang trực tiếp bán điện đến gần 59.600 khách hàng. Để vận hành lưới điện an toàn, giảm tổn thất điện trong quản lý kinh doanh, bảo đảm nguồn điện cung cấp cho khách hàng, đơn vị đã tăng cường thực hiện các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực sử dụng điện an toàn tiết kiệm trong nhân dân. Mặt khác, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác đánh giá, phân tích biến động sản lượng điện bất thường của khách hàng, tổ chức điều tra tại các trạm công cộng có tổn thất cao, kết hợp với việc sử dụng thiết bị đo so lệch dòng điện, khoanh vùng đối tượng khách hàng nghi ngờ vi phạm sử dụng điện để kịp thời kiểm tra, lập biên bản đề nghị cơ quan chức năng xử lý vi phạm nếu có. Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã thực hiện kiểm tra phúc tra gần 20.000 lượt khách hàng. Qua kiểm tra đã phát hiện và phối hợp xử lý 2 vụ trộm cắp điện, 81 vụ đo đếm bị mất, hư hỏng, sai lệch và vi phạm sử dụng điện, 15 vụ sai mục đích giá. Tổng số điện năng truy thu bồi thường là trên 100.000 kWh, tương đương với số tiền truy thu bồi thường là trên 285 triệu đồng. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra ngày, kiểm tra đêm, tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất, từ đấy để phát hiện những cái hành vi mà có thể là xảy ra trong quá trình sử dụng điện của khách hàng. Từ cuối năm 2021 thì Điện lực thành phố chúng tôi đã sử dụng là 100% hệ thống công tơ thông minh. Tất cả dữ liệu là được truyền hàng ngày về đến máy chủ tại Điện lực rồi. Vì vậy thì cái sự biến động sản lượng của khách hàng là chúng tôi kiểm soát được. Qua cái phân tích tổn thất trên đường dây cũng như là qua những cái hệ thống kiểm tra mà có những cái cảnh báo thì chúng tôi sẽ tổ chức để kiểm tra và phát hiện những cái hành vi đó. Việc tăng cường kiểm tra, phát hiện và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình sử dụng điện mà Điện lực thành phố Lào Cai đang thực hiện sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm tổn thất điện năng thương mại, tăng cường kỷ cương trong kinh doanh, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, Luật số 03 năm 2022 được Quốc hội khóa 15 ban hành ngày 11 tháng 1 năm 2022 sửa đổi một số điều của Luật Điện lực số 28 năm 2004,
và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2022. Đây là những chính sách quan trọng đối với ngành điện phù hợp với điều kiện thực tiễn trong quá trình phát triển hiện nay. Cụ thể về những quan điểm mới và việc đưa luật vào cuộc sống như thế nào, phóng viên chuyên đề đã có cuộc phỏng vấn đối với ông Phan Văn Cương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, trước tiên xin cảm ơn ông Phan Văn Cương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai đã nhận lời tham gia trao đổi với phóng viên chương trình. Thưa ông, xin ông cho biết một số nội dung sửa đổi của luật điện lực theo luật số 03 năm 2022 do Quốc hội khóa 15 ban hành ngày 11 tháng 1 năm 2022. Thì một số những cái nội dung sửa đổi của luật điện lực, cụ thể ở đây là thứ nhất là bổ sung các quy định về việc xã hội hóa đầu tư cái lưới điện truyền tải. Mà một cách cụ thể đó là xây dựng cái thị trường điện lực theo nguyên tắc là công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và có sự điều tiết của nhà nước để nâng cao hiệu quả trong cái hoạt động điện lực, thu hút mọi cái thành phần kinh tế tham gia hoạt động đầu tư, xây dựng lưới điện trên truyền tải trên cơ sở đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như là theo cái quy hoạch phát triển điện lực, hoạt động phát điện, phân phối điện, bán buôn bán lẻ điện cũng như là các vấn đề về tư vấn về hoạt động điện lực. Thì các thành phần ngoài kinh tế được vận hành cái lưới điện truyền tải do mình đầu tư xây dựng. Thì ngày trước thì với luật cũ ấy, thì cái mặc dù xây dựng cái lưới truyền tải này thì thường là phải thuê các đơn vị điện lực để vận hành, nhưng mà luật này thì cũng đã điều chỉnh được cái phần đó. Cái thứ hai nữa là cái nhà nước thì độc quyền trong quy định là nhà nước độc quyền trong các hoạt động đó là điều độ cái điện quốc gia và xây dựng vận hành cái nhà máy điện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh, vận hành lưới truyền tải, trừ cái trường hợp cái lưới truyền tải do các thành phần kinh tế khác đầu tư. Việc mở rộng các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng cái lưới truyền tải này thì cũng yêu cầu phải bổ sung thêm quyền của các chủ thể đó, được cụ thể được quy định tại khoản 2 điều 6 của luật sửa đổi 9 luật. Như ông vừa đề cập, một nội dung sửa đổi rất quan trọng của luật số 03 năm 2022 đó là việc xã hội hóa đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải. Vậy ông có thể cho biết nội dung cụ thể về cái điểm mới này ạ? Thì đây là một quy định cần thiết để thu hút các nguồn lực để đầu tư cho về những cái nguồn năng lượng như điện gió, điện mặt trời cũng như là lưới điện truyền tải nói riêng. Cùng với đó là thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng. Cụ thể là nghị quyết số 55, nghị quyết Trung ương ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về thu hút xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên thì để thực sự mở cửa cho các tổ chức kinh tế để thực hiện đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải được minh bạch cũng như là công bằng thì chính phủ cũng phải đẩy nhanh cái tiến độ ban hành cái quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Trên cơ sở đó thì quy định rõ những cái điều kiện cần và đủ trong cái việc mà nhà nước kiểm soát đảm bảo các trường hợp truyền tải có vai trò quan trọng đối với quốc phòng an ninh, an toàn hệ thống điện quốc gia mà nhà nước cần đầu tư xây dựng để đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải cũng như đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung cũng như của tỉnh Lào Cai nói riêng. Trong thời gian tới thì Sở Công Thương sẽ có những giải pháp gì để đưa những quy định của luật điện lực đi vào cuộc sống thưa ông? Để tiếp tục đưa những cái quy định của luật điện lực đi vào cuộc sống thì Sở Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cái hiệu quả công tác tuyên truyền. Trong đó tôi cũng đưa ra cái việc mà củng cố cái đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng như là cái hội đồng hợp tác phối hợp trong công tác tuyên truyền luật. Và ngoài ra thì đồng thời chúng tôi cũng phải tăng cường cái việc giữa tuyên truyền với việc áp dụng, hướng dẫn cái việc áp dụng luật trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra cũng như là giám sát việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực hoạt động điện lực. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi. Chương trình xây dựng chính quyền chuyên đề nhà nước và pháp luật kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.